Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp mình lấy bột mì đa dụng. Mình nhồi xong rồi mình lấy bột căng ra mình làm chả nha cả nhà. Đây là bột mì đa dụng hiệu La Bàn. Bây giờ mình cắt ra. Mình nhồi mình lấy bột căng ra mình làm chả. Đây là 1 ký. Bây giờ mình sẽ chế nước nha các bạn, chế nước thì nước ấm ấm nha. Mình tay chân mình cũng rửa sạch sẽ, mình nhồi bằng tay cho nó dễ nha cả nhà. Mình chế nước vô từ từ thôi nha. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng muối, hồi nãy mình quên. Giờ mình cho giờ cũng được. Mình cũng không cần gì nhồi gì kỹ các bạn. Giờ mình đậy là khoảng 1 tiếng nha. Mình ủ là khoảng 1 tiếng mình quay lại. Bây giờ bột mình đã ủ được 1 tiếng rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Lấy ra mình đi giặt bột. 1 tiếng. Bây giờ mình sẽ cho nước vào đây nha. Rồi giờ mình sẽ nhồi vậy nè các bạn, mình nhồi mình giặt bột nha. Mình rửa 4-5 nước vậy nha. Bây giờ mình nói nhồi nước thứ nhất rồi nè. Nước thứ nhất mình lấy nha, nước thứ nhì mình cũng lấy luôn. Nước thứ tư, thứ năm thì mình mới bỏ thôi. Tại nước này nó còn bột dữ lắm. Mình lấy ra mình chế biến món ăn khác. Chế biến rất là nhiều món ăn luôn. Bây giờ mình chế nước được chứ. Nước này nước thứ nhất, nước thứ nhì. Bây giờ nước bột đầy quá, mình sang cái thau lớn nha. Còn cái thau nhỏ này, cái thau vàng này thì giờ mình nhồi bốt. Nước này là nước thứ tư nè cả nhà. Nó lợt rồi nè. Cái này là nó còn đậm nha. Cái này nó lợt rồi. Nước thứ tư này là mình bỏ rồi, mình không lấy. Nước thứ tư, thứ năm là mình bỏ nha. Giờ nó dai rồi. Bây giờ mình đem cái bột này á, khi nào mà bữa nào mà mình chia sẻ món ăn thì mình lấy ra mình chia sẻ các bạn. Khi mà nó lóng xuống á, nó lóng xuống cái nước trong nó nổi lên trên, các bạn chắc cái nước trong bỏ đi nha. Rồi lấy cái đờ bột á thì các bạn bỏ vô tủ lạnh. Khi nào cần mình lấy ra mình xài nha. Bột mì căng này 1 ký mà giờ mình làm là còn 600 g các bạn. Bây giờ mình sẽ gói một đòn chả lụa nha. Bây giờ mình đã nhồi xong ra này được 600 g. Bây giờ mình sẽ lấy còn đây 200 g. Bây giờ mình lấy 400 g mình cho vào cối nha. Mình cho vào đây một chút bột nêm. Một chút đường. Một chút bột ngọt. Một chút bột hành. Tiêu. Muối. Bột tỏi.
cho vào đây một muỗng canh nha, muỗng rưỡi đi, muỗng rưỡi. Cái này là rau dền, nó phải củ dền đó bác, củ dền đỏ đó. Mình xong mình lấy mình nấu nước mình bỏ vô tủ đông, khi nào mình cần mình lấy ra mình để tủ mát ý, cho nó rã đông. Bây giờ mình sẽ xay. Nó trộn ba cái tiêu không đều nữa các bạn, mình phải lấy tay mình nhồi. Bây giờ mình cho vào đây chút bột nêm, chút đường, chút bột ngọt, xí nước mắm. Giờ mình nhồi lên. Bây giờ mình lấy chả cái mì căng mình bỏ ra cái thớt nha các bạn, bỏ ra cái thớt rồi mình sắc. Bây giờ mình sắc xong hết rồi mình cho vài hạt tiêu vậy. Các bạn thích tiêu nhiều cho nhiều, thích tiêu ít cho ít nha. Rồi bây giờ mình sẽ gói lại nè. Mình sẽ lột ra tay rồi mình gói cho nó dễ. Cái bếp của mình quá chặt nên mình làm cái gì các bạn cũng không thấy nữa. Bạn cứ sắn, tại cái bếp mình nhỏ quá rồi mình không có làm được cho thấy hết. Bây giờ mình lấy cái cuộn giấy bạc mình lấy giấy bạc mình quấn đi cho cứng nha. Mình lấy sợi dây mình cuộn và rồi lát mình đem mình đi luộc. Mình cuộn về cho mau cả nhà. Mình không cuộn cũng được nhưng mà mình cuộn thì cho nó chắc. Lát mình luộc. Rồi mình cuộn đơn giản vậy rồi, giờ mình đem đi luộc nha. Bây giờ mình đã bỏ đòn chả vô trong nồi mình luộc rồi nha các bạn, luộc khoảng 50 phút nha. Bây giờ món chả mì căng của mình đã chín rồi, mình lấy ra để nguội rồi nha. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn tham khảo thử coi nó như thế nào nha.
Đây là chả mì căng nha các bạn. Đây cái chả của mình đã lột ra rồi, lột vỏ rồi, các bạn thấy ngon không? Bây giờ mình cắt ra cho các bạn tham khảo nha. Rất là dai ngon nha. Thơm lắm cả nhà ơi. Để mình cắt ra hết nha, mình cắt lát mỏng mỏng. Để mình cắt lát mỏng mỏng nha. Cái này các bạn mua bánh mì ăn kèm vô cũng rất ngon nha. Rồi nấu phở, nấu bún, hủ tiếu mì, bún bò Huế, bánh canh nuôi gì cũng được ăn hết nha các bạn. Ăn cũng ngon hết nha. Rất ngon luôn. Để mình xách ra dĩa. Bây giờ chả mình đã xách ra rồi các bạn nè. Nhìn thấy ngon chưa? Chỉ chả thật là hấp dẫn, rất là dai ngon nha. Các bạn có thể là mình ăn kèm, ăn cái này củ kiệu nè, củ kiệu mình ngâm nước mắm nè cả nhà, ngâm nước mắm nó chua chua ngọt ngọt mà nó mặn mặn, mình ăn kèm với chả này rất ngon nha. À, chả này có thể ăn với bánh mì này, là Tết này có khách tới các bạn chỉ đem ra một dĩa như vậy là rất quý rồi, đơn giản mà lại ngon nữa nha. Đây là có thêm một dĩa bánh tét nữa là hết ý luôn, dĩa bánh tét nữa là thôi ngon vô cùng luôn nha. Thôi bây giờ mình nè các bạn thấy không, rất là ngon luôn á, ăn nó vừa cay cay mà nó vừa thơm. Thôi bây giờ mình làm món này mình đặt tên là chả mỡ nha các bạn, chứ mình cũng không biết kêu bằng chả gì, chả gân hay chả mỡ mình cũng không biết nữa. Thôi bây giờ mình xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà làm món này ăn Tết ngon miệng, nhưng mà chắc cũng trễ rồi các bạn, tại vì hôm Tết tới giờ nhiều món quá nên mình ra không có kịp, không có kịp để làm trước cho trước mấy ngày để cho các bạn thấy rồi các bạn làm, còn mình đăng lên trễ quá các bạn cũng làm cũng không có được. Nhưng mà thôi mình cũng chia sẻ đi, khi nào mà gia đình các bạn, các anh, các chị, các chú đồ có đám tiệc nho nhỏ, mình có thể mình cũng làm được một hai món chả mình để lên dĩa thịt nguội cũng ngon nha. Thôi bây giờ mình xin chào, chúc cả nhà luôn được bình an, ăn cái Tết được vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, con cháu sum họp. Mình xin chào nha.